Ok. Chúng ta mở cho thầy cái Visual Code, Visual Studio Code này. Hoặc là bạn nào code trên cái gì cũng được. Chúng ta đang làm ở cái phần là table đúng không ạ? Đấy. Đây đang quay rồi. Chúng ta mở cái bình thường thì khi trước chúng ta đang dùng ấy thì nó vẫn nằm ở cái thư mục này luôn. Còn những bạn nào chưa có thì chúng ta mở open. Mở cái thư mục của mình đang sử dụng ấy ở trên cái thư mục demo của mình là dev 2111 đây. Đúng không ạ? Đây là xong. Chúng ta đang ở bài thứ hai rồi. Trên này chúng ta chọn đến cái phần new folder này. Đấy, trên này nó dùng ở new folder hoặc là chúng ta chọn ở trên này. Đấy. Tạo cho thầy một cái thư mục mới lesson 03. Đúng không ạ? Sau đó thì bạn tạo một cái file mới ở trong cái lesson 03 là review.html. Em là gì nhỉ? Em Bình ạ. Đấy. Chắc vừa đi làm ở đây luôn à, hình như này. Em từ nhà đây ạ. Vào luôn đi, vào luôn Zoom đi. Đây đấy. Chúng ta tạo mới một cái trang review. Review về cái phần table đi. Table và một số các cái property thường dùng in table. Đúng không ạ? H1 tạo cái tiêu đề đây là review về table trong HTML5. Ok chưa ạ? Bình với ai nhỉ? Duy à? À. Phạm Hữu Duy đúng không? Bình đang học ở đâu? Em ạ. À. Cái này em ạ. Học xong rồi. Vâng, học xong rồi. Duy ở đâu? Em học trường này không nhận. Kinh công. Đó. Vâng. Trường đấy là trường kinh công, trường kinh khủng. Em cảm ơn em chưa rồi. Sao không này là đấy. Hả? Ở đấy thầy cũng biết nhiều rồi. Có học với thầy Tuệ em đi học con thầy không? Học học cũng không biết thầy nào dạy mình. Đây là sư phụ của các sư phụ. Đây là thế hệ em đang nhìn đây là thế hệ này là thế hệ F2 của thầy ở đấy đúng không anh Việt? F1 là sau sau đỗ văn đinh. Rồi chúng ta tạo với một cái table đúng không nhỉ? Các cái thẻ cơ bản thì chúng ta cũng đã làm rồi. Ở đây chúng ta review lại một chút đúng không nhỉ? Chúng ta sử dụng cái phần tử table với các cái thuộc tính table này chúng ta dùng để là gì đấy để tạo bảng cái trang trên kế nhưng mà của phải đây em bắt tôi không ai đúng không cái 05 đi đúng rồi 2.4 cũng được cái mật khẩu kia table chúng ta dùng để tạo bảng đúng không ạ thẻ dùng để tạo bảng đấy. Các bạn nhìn thấy rõ không alo chỗ nào không ấy thì thông báo luôn để thầy biết đây là có các cái thuộc tính thường dùng ví dụ như là thuộc tính border để chúng ta tạo đường kẻ border color để chúng ta tạo màu đúng không nhỉ thuộc tính width chúng ta cũng thường dùng thuộc tính align chúng ta canh là thuộc tính cell spacing để chúng ta tạo space sinh để chúng ta tạo khoảng cách ô cell padding để chúng ta tạo khoảng cách giữa lề của ô với nội dung văn bản đó ạ đấy là các cái thuộc tính mà chúng ta thường dùng thôi còn nhiều các thuộc tính khác chúng ta sử dụng
trong bảng thì chúng ta sẽ có phần tử TR, cái này là để chúng ta thể dùng để tạo dòng. Đấy, TH đây là thể dùng để tạo cái cột tiêu đề. TD để gì? Thể dùng để tạo cái cột nội dung. Chúng ta viết như này thì nó sẽ thấy nó rõ ràng hơn, tức là bên trong table nó sẽ chứa TR. Bên trong TR thì có TH hoặc là gì? TD. Đúng không ạ? Đấy. Các cái thuộc tính của TR, TD, TH hay là TD, chúng ta sử dụng với các cái thuộc tính thường dùng. Có vào được không? 123 123 124 đô la. Cái 2 thứ 4 đúng không? Cái 05 hay là 02 03 gì đấy. 123 123 124 đô la. 03. Cái 2 thứ 4 thế. 2 thứ 4 em dùng cả 2 cái không? Em đưa vào được không ạ? Đúng rồi. 123 123 124 đô la. Đúng không? Cái 03 ấy. Đó, chúng ta review lại một chút về các cái thẻ, đúng không ạ? Các cái thuộc tính chúng ta thường dùng, ví dụ như là gì, cone span để chúng ta là cone span xuống dòng, cone span cái này dùng để gộp cột, đúng không ạ? Gộp cột. Còn gì, row span để chúng ta làm gì đấy, gộp dòng. Đúng chưa? Gộp cột và gộp dòng. Thanh Liêm vào Zoom chưa ấy nhỉ? Đây là một số cái nội dung chúng ta review để chúng ta, hay nói khác thì làm nhiều thì nó sẽ thuộc thôi. Thầy mới sờ đến 20 năm thôi, đúng không ạ? Hơn 20 năm gì đấy. Chúng ta bắt đầu bằng thẻ table này. Chúng ta đã học một số các thuộc tính rồi, chúng ta sẽ đặt các thuộc tính vào đây. Ví dụ ta kẻ ô chẳng hạn, bạn để border bằng 1, đúng chưa? Border bằng 1. Ví dụ như là màu đường kẻ, ta để border color bằng cái màu, thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái màu sau. Ví dụ thầy để màu green chẳng hạn, hoặc màu tiếng Anh. Chúng ta để độ rộng width bằng 50% chẳng hạn. Những cái thuộc tính chúng ta thường dùng rồi, chúng ta đặt nó vào. Chúng ta canh là align center. Chúng ta không để khoảng cách ô, chúng ta để cell spacing bằng 0, đúng không ạ? Chúng ta để lè của ô, chúng ta cho cái cell padding bằng ví dụ 5 chẳng hạn. Đấy là những cái thuộc tính mà chúng ta thường hay sử dụng, đúng chưa? Cấu trúc của HTML là 5, với cái phần tử table nó chia ra là 3 phần rõ rệt, tức là phần tiêu đề bảng nếu có, can trôn chuột của chúng ta chú thích này, đây là comment trong HTML, tức là dòng này nó sẽ không được thông dịch. Ở trên này chúng ta có tehit. Đấy, phần thứ hai này là phần chứa nội dung. Đấy, can trôn chuột của chúng ta comment nó lại. Phần chứa nội dung chúng ta có t body. Đấy, bạn phải viết được cái cấu trúc nó. Phần này nếu có, phần cuối bài. Thế can là gì ạ? Can là suộc là can là gì? Can chôn dấu suộc cái dấu gạch. À được. Dạ rồi. Phần cuối bài, đúng không ạ? Chúng ta sẽ comment lại thôi. Chúng ta sẽ đặt nó là t.
Nó có 3 phần rõ rệt ở trong HTML5. Đấy. Rồi chúng ta code cái cấu trúc đây cho thầy trước nào. Đây là Vũ chưa có đây à? Thầy ơi, thầy ấn ghi hình chưa? Thầy xem lại nãy. À rồi, may quá. Long Vũ vào lớp chưa nhỉ, Long Vũ? Căng căng quá. Xong chưa? Rồi chúng ta sẽ tạo, để tạo một hàng chúng ta có TR. Các bạn cứ nghe thầy xui dạy làm một lần cho thành thạo đi, kiểu gì sau này cũng dùng đấy. Đó là, chúng ta tạo cột tiêu đề, chúng ta dùng TH, ví dụ như là số thứ tự. Đấy. Rồi là TH để tạo ra một cái nội dung nào đó, đúng không? Nội dung. Đúng chưa nhỉ? Chúng ta tạo TH, ta đánh giá, để lấy một cái bảng bất kỳ nào đó, ở đây ví dụ là con span đi bằng 3 đi. À đây nó có một cái mô tả luôn cho là words, để lấy một cái ví dụ này đi, đây đi. Ta chuyển cái thiết kế giao diện này sang dạng thiết kế giao diện trên web chẳng hạn, đúng không? Đây chúng ta thấy chưa nhỉ? Đấy, chúng ta có là gì, tiêu đề, có số thứ tự, có nội dung, có đánh giá điểm, đúng không? Đấy. Hay là chúng ta nhìn thấy là cái bảng như này, các mức độ đạt yêu cầu, không đạt yêu cầu, chúng ta muốn số hóa cái này chuyển lên trên nền tảng web thì chúng ta sẽ làm nó như thế nào, đúng không? Đây là phần tiêu đề. Đấy, phần dưới là nội dung. Đấy, chúng ta có thể bổ sung thêm các cái cột kiểu như thế này để nhân ạ. Vậy thì đây chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta tạo được cái dòng đầu tiên, và đây là dòng thứ hai TR. Ta có TH là không hài lòng, không hài lòng. Một cái TH nữa là gì? Hài lòng. Và một cái TH là rất hài lòng. Ví dụ như vậy. Nhưng mà khi chúng ta chạy cái phần này ấy, nó sẽ không được như mong muốn, như chúng ta mong muốn vừa nhìn thấy, đúng không? Cái này nó phải nằm ở đây, tức là chúng ta nhìn thấy là cái bảng mong muốn của chúng ta nó như thế này. Đúng chưa? Đây là các dòng nội dung, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta sẽ nhìn thấy là cái dòng này, cột này nó chiếm 2 ô. Nên là chúng ta sẽ đặt nó vào đây. Cái số thứ tự này chiếm 2 ô, chúng ta có row span bằng 2, đúng không? Đấy, chúng ta có hai cái row span bằng 2. Đúng chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Nó có vẻ giống giống, đúng không nhỉ? Đấy. Cái phần tiêu đề, những cái phần trên tiêu đề người ta để vào trong vùng hit. Ví dụ bạn tiện tay bạn tô thêm cái màu ở đây nữa chẳng, BG color bằng màu màu gì đấy đi, đúng không? Cyan đi. Tương ứng. Đấy. Đúng không ạ? Thì từng bước vì sau này chúng ta cũng sẽ dùng đến nhiều các cái cách thức chia, phân chia cột nội dung hay là
các cái thành phần khác nhau. Ok chưa? Bình, có kịp không? Không kịp à? Có. Thì nó cứ kể lại cái hôm trước đúng không? Thì review lại phần trước thôi. Rồi đến phần nội dung, chúng ta làm vài phần nội dung. Nội dung chúng ta sẽ để trong cái body. Và nội dung ta để TD. Ví dụ như là số thứ tự 1 TD. Thì lấy cái nội dung nào đó. Chẳng hạn thầy đang muốn làm cái nội dung này đi. Chương trình đào tạo được thiết kế có phù hợp với đơn vị hay không, ví dụ thế. Đấy. Và trên này chúng ta để ba cái TD. Sau này chúng ta sẽ thiết kế thêm vào TD. TD như này chẳng hạn, đúng không? Bạn sẽ nhìn thấy là nó tạo ra chúng ta cái cấu trúc có vẻ giống giống. Sau này ta học phần form, ta sẽ bỏ vào đây là các cái nút check, nút tích nó vào. Đúng chưa ạ? Đấy. Tương tự như vậy chúng ta sẽ tạo thêm một dòng nữa. Các bạn copy cái dòng đấy ra. Ctrl C, Ctrl V. Thế là xong đúng không? 2 3 đúng không ạ? Đương nhiên các cái dữ liệu này sau này chúng ta có thể gen ở cái phần dữ liệu động. Đấy. Đúng chưa? Rất là cơ bản như vậy. Nhưng cái cách để chúng ta xác định xem những gộp dòng, gộp cột, gộp ô nó như thế nào và nó có bao nhiêu dòng và bao nhiêu cột. Cái ô này chiếm bao nhiêu dòng, ô kia chiếm bao nhiêu cột. Đúng không? Đấy. Đấy, phần nào thì chúng ta sẽ xử lý cái phần đấy cho nó đầy đủ. Đóng cửa này hút thuốc thì tòi. Xong chưa các bạn, có xong chưa? Phần footer chúng ta không có gì thì thôi, ta bỏ qua. Đúng không? Em đang copy. Nhanh, làm nó phải tốc độ. Có những cái nhanh thì nó không cần thiết, nhưng mà có những thứ, rất nhiều thứ phải cần nhanh. Đấy. Xong chưa Duy? Không có à? Không có thì chứ phải cốt mấy, nhanh hơn thầy mới đúng chứ. Lát á? Vâng. Giật à? Mặt cũng chậm thế. Chậm hơn thầy nói à? Vâng. Chỗ một chút nhưng mà em hay bị ao. Cái pass của 2019 là gì cho Việt nhỉ? 123, 123, 123. Vào cái 2019 thôi này. Đẹp bạn tới 29. Lại yên lòng dân này. Giảm vào mắt. Giảm ca cộng đồng. Chứ mà nó tổng số ca giảm đâu. Không thể giảm ca cộng đồng được. Bởi vì nó là cái màng nhện. Khái niệm giảm nó không có. Nó chưa lên đỉnh thì sao nó nến nó chưa lên đỉnh. Biết đâu hôm qua là lên đỉnh rồi. À cái này nó giống vi đấy. Đúng rồi. Thầy hiểu ý tưởng không? Ừ. Hôm qua nó trên đỉnh. Đấy. Xong chưa? Hôm nay làm rốt. Rồi. Chúng ta xem hôm nay chúng ta sẽ học sang một cái phần nó cũng đơn giản như thế này đi. Đấy, một cái ví dụ rất đơn giản đi. Chạy cái chúng ta xem là nó dùng vừa thì sau đó của em ra nó thiếu cái màu có nội dung màu
Ok, ví dụ đây chúng ta nhìn thấy đúng không nhỉ? Nó có một cái form như thế này chẳng hạn, để cho người nhập và xử lý dữ liệu. Các cái thông tin để chúng ta nhập vào, chúng ta chọn dạng này, đúng không? Đấy, chúng ta chọn các cái ô chọn hay là cái ô checkbox, đúng không nhỉ? Đấy, một trong cái ứng dụng, những cái thứ đó thì chúng ta dùng đến các cái điều khiển trên form để chúng ta xử lý ô nhập dữ liệu tương ứng, đúng chưa? Đấy. Ok, hay là chúng ta có một cái sản phẩm khác đi vậy. Chờ một chút. Ví dụ như là cái thông tin liên hệ như này chẳng hạn, đúng không nhỉ? Cái trang này đơ à? Đấy. Hay là trên cái trang này của chúng ta chẳng hạn. Chúng ta có các cái phần về xử lý, ví dụ như là ký học đây chẳng hạn, chúng ta có cái biểu mẫu để người dùng sẽ nhập dữ liệu trên các cái biểu mẫu đó. Đấy, cho các thành phần muộn thế à? Người ta gọi là xây dựng các biểu mẫu trên form chúng ta xử lý. Đấy. Rồi, ok đúng chưa nhỉ? Thế thì hôm nay chúng ta sẽ sang một cái phần thứ hai là các cái biểu mẫu để chúng ta nhập dữ liệu. Thì trên đó chúng ta có các cái điều khiển nào? À, chúng ta sẽ nhìn thấy HTML5 sẽ có rất nhiều các cái điều khiển sử dụng để cho người dùng nhập và xử lý nhập dữ liệu, đúng không nhỉ? Và kiểm tra. Đấy, chúng ta có các cái ô input, các cái ô nhập dữ liệu text, ô nhập upload hình ảnh, chọn màu, ô nhập ngày giờ, email hay tháng hay số, vân vân. Chúng ta có đến tới khoảng độ 24-25 cái điều khiển nhập dữ liệu khác nhau trên trên HTML5, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta có phần nhập dữ liệu ở đây từ biểu mẫu này. Đấy, chúng ta sử dụng cái biểu mẫu, tức là bạn đang dùng cái thẻ form để chúng ta tạo ra một cái biểu mẫu nhập dữ liệu. Thì trên biểu mẫu và cái thẻ form ấy, nó cũng có một số các thuộc tính mà chúng ta thường dùng. Ví dụ action, sau này chúng ta nhập cái nội dung trên form, chúng ta sẽ chuyển đến cái địa chỉ nào để chúng ta xử lý. Vậy action ở đây nó là một cái URL, một cái địa chỉ. Nó có thể trống, đúng không ạ? Các cái phương thức chúng ta chuyển dữ liệu, dùng post, dùng get hay là put hay là delete, đây là phương thức xử lý dữ liệu của form. Chúng ta có thuộc tính như là in-type, giá trị của nó thường dùng đây là multi-path form data, là cách chúng ta mà xử lý hỗ trợ cái biểu mẫu để nhập dữ liệu, để upload hình ảnh chẳng hạn, chuyển cái file hình ảnh lên máy chủ, thì chúng ta dùng thêm cái thuộc tính trên form, đúng không ạ? Đấy. Ví dụ lại làm thêm cái ví dụ này đi, một cái form chúng ta nhìn thấy trực quan hơn, đúng không ạ? Ví dụ như là đây là một form, hay chúng ta thêm mới đấy chẳng hạn,
Đấy, các ô nhỉ. Chúng ta muốn chuyển cái upload để dùng một cái công cụ CK Finder để chúng ta xử lý upload. Thì phần này chúng ta khi học đến cái phần back end chúng ta sẽ sử dụng đến nó. Đúng không ạ? Đấy. Có các ô nhập dữ liệu, các cái ô chọn text. Đúng không? Đấy, chúng ta có các cái thành phần khác nhau. Ví dụ như là các cái form biểu mẫu kiểu như này chẳng hạn. Đúng không? Để chúng ta sửa đổi các cái thành phần. Thì trên này chúng ta sẽ làm lần các cái thành phần một form. Chúng ta có thẻ form này. Thông thường có các cái thuộc tính, ngoài ra chúng ta có thể bổ sung thêm. Sau này bạn dùng nữa như là thuộc tính name hay là thuộc tính ID của form. Đúng không ạ? Cái giá trị này do người dùng đặt, nó là giá trị dạng chuỗi, đúng không ạ? Ví dụ như FRM login chẳng hạn. Giá trị là tên thôi, đúng không nhỉ? ID cũng vậy, bạn có thể đặt tên. Giá trị là chuỗi, đúng không nhỉ? Là một chuỗi. Chuỗi tên thì bạn nên đặt tên cho nó đúng định danh. Đúng không ạ? Chúng ta đi tìm hiểu một số các cái kiểu push. Thầy nói lại cái thuộc tính của thẻ thẻ form luôn. Đấy nay em chứ em nó hơi rè nên là không nghe được thầy nói. Mà mình đây, các chưa đọc lại à? Chưa đọc slide à? Vâng. Em đọc cũng không hiểu chứ đấy đại loại làm cho action. Action thì chúng ta nếu mà như phần này tạm thời chúng ta bỏ. Bỏ hết đúng không nhỉ? Khi chúng ta làm với phần back end chúng ta submit dữ liệu, chúng ta chuyển dữ liệu, chúng ta lại quan tâm đến các cái thuộc tính của form. Nó giống như thẻ HTML, chúng ta có rất nhiều các thuộc tính khác nhau. Đúng không? Thế khi nào chúng ta dùng đến thuộc tính nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái thuộc tính đó. Với front end hôm nay chúng ta chưa dùng đến các thuộc tính action để làm gì cả. Chúng ta có thể không cần thiết đấy. Nhưng mà ở đây bảng thì mô tả giá trị là một số thuộc tính cơ bản của form. Đúng không? Đấy. Thậm chí là sau này khi ta sử dụng với các cái dữ liệu dạng API, dữ liệu dịch vụ ấy, thì chúng ta chuyển lên HTML có thể chúng ta sẽ không cần thiết dùng đến form. Nó cũng không phải là cái cách thức là tất cả chúng ta đều phải dùng form, đúng không nhỉ? Đấy. Ở đây ấy, thì những cái phần nào mà chúng ta dùng ngay ở trong phần này thì thầy sẽ nói kỹ hơn. Những phần nào mà nó được dùng, nó không dùng nhiều ở trong cái phần front end này ấy, thì thầy cũng không đặt trọng tâm đến nhiều đâu. Đấy chưa? Đấy, còn những cái phần ở trên slide thì các bạn cố gắng đọc qua cho thầy một chút để chúng ta thấy nói đến phần này chúng ta không thấy nó mới. Đúng không nhỉ? Dạ. Ví dụ như là đến cái phần post và get thì sau này chúng ta sử dụng khi nào ta dùng post, khi nào chúng ta dùng get. Đấy, khi nào mà chúng ta lấy dữ liệu của người dùng bằng cái cách thức nào đấy. Đấy, ví dụ như là khái niệm mà chúng ta chuyển dữ liệu trên form thì chuyển thông qua cái metadata của form hay là chuyển thông qua URL. Đấy, đúng không? Ví dụ như get chẳng hạn thì nó chuyển thông qua cái URL khi mà chúng ta gửi dữ liệu từ form lên máy chủ, lên server. Đúng không ạ? Thì rõ ràng là nếu chúng ta dùng cái form login mà chúng ta dùng bằng cái phương thức get, method bằng get thì nó không hợp lý. Vì lúc đấy chúng ta chuyển cái password lên trên URL, trên URL thì người ta đều nhìn thấy. Hoặc người ta có thể bắt được cái dữ liệu ở trên URL của bạn. Thì nó sinh ra là lộ. Đúng không? Cái thông tin đăng nhập. Đúng không ạ? Một số các cái điều khiển trên form thì chúng ta tìm hiểu bắt đầu bằng cái thẻ thẻ input. Đa phần các điều khiển trên form được tạo ra từ cái phần tử input ở đây, đúng không ạ? Nhưng với mỗi loại điều khiển thì nếu được quy định bằng cái thuộc tính type để nó mô tả cái điều khiển trên form của chúng ta. Và như ta nhìn thấy là trên form ta có điều khiển để nhập ký tự, điều khiển để nhập số, điều khiển để nhập ngày giờ, điều khiển chúng ta chọn màu, điều khiển để chúng ta chọn cái ô check, điều khiển chúng ta chọn các cái radio. Thì cái này nó sẽ quyết định bằng các cái thuộc tính ta mà chúng ta sử dụng. Và nó cũng giống như là các thẻ HTML, đúng không ạ? Chúng ta đều có các thuộc tính tương ứng để làm việc với cái phần tử này. Ví dụ như type là quy định cái giá trị nhập vào. Thực ra là đây quy định giá trị nhập vào cái điều khiển, đúng không? Điều khiển.
Đấy. Name tức là cái tên định danh của nó trên form. Chúng ta muốn sau này chúng ta muốn truy xuất đến cái giá trị của cái phần tử nào thì chúng ta phải biết là tên nó là gì. Đấy, cái name này. ID thì nó là mã duy nhất tồn tại trong một trang web. Nhưng khi chúng ta dùng cái thuộc tính ID, chúng ta phải chú ý rằng là nó là duy nhất. Đấy, ví dụ như là cả toàn bộ một cái trang đấy có rất nhiều các điều khiển, mã định danh này chúng ta quy định nó là duy nhất. Bạn có thể là đặt tên trùng thì nó không ảnh hưởng đâu, nhưng mà khi chúng ta truy cập dữ liệu chúng ta sẽ không xác định được là nó lấy cái dữ liệu ở chỗ nào. Được chưa nhỉ? Bạn nào đang bật cái mic nhỉ, tắt mic cho thầy, lúc nào có ý kiến thì chúng ta sẽ bật lên để phát biểu. Giờ cái file folder thường dùng cho các dữ liệu kiểu text để người ta nhìn thấy trên ô điều khiển. Ví dụ đây là bạn nhập username để cho người dùng biết là làm cái gì đó ở cái điều khiển này. Nó là một trong những cái khái niệm để hướng dẫn người dùng, đúng không ạ? Thì người ta gọi flex folder. Nhưng cái này thì nó có từ HTML 4 thì phải. Đằng trước đây thì nó không có, tức là chúng ta muốn làm cái nội dung mà hiển thị trên trên cái ô nhập tích như này chẳng hạn, thì bạn phải viết cái mã lệnh script JavaScript để chúng ta xử lý. Thì đi qua một chút. Kiểu thứ hai là một cái kiểu để chúng ta nhập mật khẩu, đúng không ạ? Tức là chúng ta nhập ký tự dạng ký tự ẩn này. Kiểu thứ ba là cái ô hidden, kiểu hidden tức là nó không nhìn thấy ở trên giao diện người dùng. Tức là chúng ta thường dùng để lưu trữ các cái giá trị mà phục vụ cho các cái điều kiện tính toán hay là chuyển trang chẳng hạn, đúng không nhỉ? Chúng ta chuyển trang này khác, chúng ta lưu trữ mà chúng ta không cần thấy nó xuất hiện ở trên trang người dùng, thì bạn có thể dùng cái hidden. Rồi lại có ô checkbox, tức là chúng ta có cái điều khiển checkbox nó như thế này, đúng không ạ? Thì cái tag nó thay vào đây bằng là checkbox, còn cú pháp tất cả các thứ là như nhau. Đấy, lúc này chúng ta có thể đặt tên nó là trùng nhau, nhưng cái ID này chúng ta thấy nó khác nhau, đúng không ạ? Để cho các thành phần này. Hay là chúng ta có điều khiển radio, thì cái này nó thường dùng để chúng ta chọn một trong nhiều khả năng lựa chọn. Ví dụ bạn chọn nam, nữ hay là chọn cái khác. Được chưa? Nó khác với ô checkbox ở đây là bạn có thể chọn một lúc là chọn nhiều, đúng không ạ? Đấy, còn cái ô này thì nó là chọn trong một trong nhiều khả năng lựa chọn. Vậy điều kiện chúng ta xử lý ở đây là cái tên nó phải là gì? Phải trùng nhau. Nếu mà chúng ta đặt tên khác nhau, tức là thành các cái nhóm khác nhau, đúng không ạ? Điều khiển button tức là cái nút bấm, hay là điều khiển submit để chúng ta nhập và chuyển dữ liệu đến cái thuộc tính action của form. Thì trên một form biểu mẫu chúng ta thường có một cái nút submit để chúng ta gửi dữ liệu đi, đúng không ạ? Ví dụ bạn nhập vào đây thì bạn submit thì nó gửi đi đâu? Nó là gửi lên cái địa chỉ của thuộc tính action để nó xử lý, đúng không ạ? Hay là kiểu reset tức là chúng ta trả lại cái trạng thái ban đầu của form. Một số cái nội dung mà chúng ta đọc chúng ta thấy là xóa trắng các điều khiển trên form thì nó không đúng, nó phải là trả lại cái trạng thái ban đầu. Trạng thái mặc định ban đầu chúng ta thiết lập như thế nào, sau khi chúng ta thay đổi mà chúng ta nhấn vào reset ấy, thì nó trở lại cái trạng thái ban đầu. Rồi là điều khiển image chúng ta sử dụng để hiển thị hình ảnh, nó cũng tương tự như là cái thẻ image của chúng ta, nhưng ở đây nó thể hiện là một cái nút bấm trên form. Điều khiển file, đúng không nhỉ, để chúng ta chọn file trên client và chúng ta sử dụng mục đích muốn chuyển cái file dữ liệu này lên máy chủ, đúng không ạ? Rồi là các cái điều khiển khác như là color, điều khiển để chúng ta chọn màu. Đấy, cái giá trị cái type bằng color name, và giá trị này chúng ta chọn ở đây thì cái value, thuộc tính value nó sẽ chứa cái giá trị màu mà khi chúng ta chọn. Hay là các điều khiển khác liên quan đến ngày giờ, thuộc tính date thì nó chỉ chọn ngày, đúng không ạ? Date time thì nó bao gồm cả giờ. Đấy. Hay là cái local date time chúng ta chọn, đúng không ạ? Type bằng local date time. Hay là email thì nó là bản chất nó là một cái
một cái điều khiển text, nhập text, nhưng nó quy định type bằng email ấy, thì có nghĩa rằng là trong này chúng ta phải nhập đúng địa chỉ email thì nó phải có a còng, đó là quy tắc của địa chỉ email. Rồi là điều khiển bdaemon, tức hỗ trợ người dùng nhập ngày tháng, đúng không ạ? Rồi là điều khiển number, nó bản chất nó là ô nhập nhận ký tự từ bàn phím dạng ô text, nhưng mà nó chỉ chứa giá trị số, cho người dùng nhập ký tự vào đây là không nhập được. Như vậy type bằng number, cái tên chúng ta do chúng ta đặt, giá trị thấp nhất của cái ô này là 0, giá trị lớn nhất là 100 chẳng hạn. Đấy, mỗi lần chúng ta next value ấy thì nó step 10, mặc định thì nó là 1, đúng không? Giá trị lấy từ về từ điều khiển thì vẫn là thuộc tính value. Sau này chúng ta sử dụng để put dữ liệu trên form, hay là chúng ta get nó từ JavaScript hay là jQuery, các cái lập trình trên frontend đấy, được chưa nào? Rồi điều khiển rank nó cũng thường là chứa giá trị số, nhưng khác với cái vấn đề đây là chúng ta up down chúng ta chọn, còn rank đây là chúng ta dùng để chúng ta trượt. Nó giống như khi mà bạn dùng trên điện thoại chẳng hạn, chúng ta dùng để chúng ta kéo rê cái phần này. Đấy. Hay là cái ô để chúng ta nhập nội dung search, thì nếu như trên trang web chúng ta có sử dụng cái ô để chúng ta tìm kiếm dữ liệu, thì bạn nên chọn cái loại điều khiển của nó là type bằng search, để nó định danh cái loại điều khiển trên trang, đúng không ạ? Các điều khiển chúng ta nhập như là số điện thoại chẳng hạn, theo một cái pattern, một cái mẫu nào đó, thì bạn nên dùng cái type nó bằng tag tương ứng. Ok, nếu như ví dụ như là thời gian, ví dụ như là URL, hay là cho phép chúng ta chọn tuần. Đấy. Và một cái điều khiển khác nữa ngoài phần input này, chúng ta có là cái điều khiển để cho phép chúng ta lựa chọn danh sách gọi là danh sách thẳng, đúng không? Chọn một trong nhiều cái lựa chọn. Còn một điều khiển ở đây nữa là thầy đang bị thiếu ở đây, nó là điều khiển gì? Thẻ nhập nội dung trên nhiều dòng. Thầy còn thiếu một cái nữa, tức là ví dụ ta nhập địa chỉ hay là văn bản gì đấy, thì chúng ta sẽ phải nhập một cái ô nó nhiều dữ liệu hơn là cái ô text thông thường, thì đây nó gọi là text area. Đấy. Text area. Tức là để chúng ta thường dùng để nhập cái văn bản với nội dung lớn hơn. Như khi nãy chúng ta có demo ở đâu đó chỗ này đấy, đúng không nhỉ? Cái ô mà chúng ta thấy là nhập nhiều dòng ấy, đúng chưa? Đi này đi, sau này chúng ta tích hợp thêm thì bạn sẽ thấy rằng là chúng ta phải nhập dữ liệu nhiều hơn như thế này chẳng hạn, thì chúng ta dùng tích area và tích hợp thêm cái phần này là CK editor để nó có thêm các cái chế độ soạn thảo. Thì đấy là một số cái điều khiển trên form, đúng không nhỉ? Và chúng ta quay lại, chúng ta làm từng cái loại điều khiển một và một số cái biểu mẫu cơ bản. Ok, bạn tạo cho thầy một cái form đơn giản đi, form 1.html đi, một cái trang có tên là form 1.html trong cái thư mục lesson 03 nhé. Đấy. Tạo cấu trúc trang, đúng không? Giới thiệu form và các điều khiển trên form. Được chưa? Form và các điều khiển trên form. Ok. Form là biểu mẫu dùng để thu thập dữ liệu, chúng ta đã rõ rồi, đúng không nhỉ? Và chúng ta đang tìm hiểu xem nó có những cái loại điều khiển là những cái form như thế này tương ứng. Để tạo một form thì chúng ta bắt đầu bằng gì? Bằng cái thẻ form. Tạm thời là thầy không ghi cái nội dung gì cả.
Đấy, action, nếu mà chúng ta submit thì nó sẽ đẩy ngay lên trên cái action này. Đúng chưa nhỉ? Ở đây không thì bạn cứ ghi vào những cái thuộc tính cơ bản method. Ví dụ chúng ta dùng bằng get này. Chúng ta xem nó như thế nào. Đúng không ạ? Đấy. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái thẻ P đi. Chúng ta ghi là nhập họ và tên đi. Đúng chưa? Đấy, các điều khiển trên form chúng ta sử dụng bằng input, type bằng text, name bằng họ và tên, ID chúng ta cũng đặt tên cho nó họ và tên. Đấy, chúng ta đặt value không có thì thôi, ta để nguyên, nhưng mà cái flex folder là mời bạn nhập họ và tên. Đấy. Và bên cạnh ta sử dụng một cái ô input type bằng submit một cách rất đơn giản, đúng không nhỉ? Submit, chúng ta đặt cho nó cái tên bt submit chẳng hạn. Đấy, chúng ta đặt cho nó cái giá trị chúng ta nhìn thấy là chọn đi, ví dụ thế. Đây là cái kiểu của điều khiển, đây là tên của điều khiển và đây là giá trị trên cái hiển thị trên cái điều khiển đấy, đúng không ạ? Đấy, ta tạo một cái điều khiển cơ bản như vậy. Ok chưa? Đây là giá trị chứ, sao biết hoa đâu? Cái này gì? Đây là cách đặt tên. Cách đặt tên thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn khi chúng ta học cái ngôn ngữ lập trình theo một cái chuẩn nào đó, đúng không ạ? Tôi thấy thao thêm cái thẻ bay ở ngoài nữa làm gì ạ? Bài đầu có học không? Dạ. Bài đầu có học không? Dạ có, nhưng mà P là thẻ nội dung, nhưng mà ý em là cho P là để làm gì ạ? Ý em là thế. Thằng này bỏ học rồi á, nó bỏ học rồi. Cái nội dung nào đó ta cần để vào P, ta để P, mà ta để deep thì ta để là deep. Nhưng mà nghĩa là ý là cho input là cho cái thẻ P thì cái nội dung viết trong input có được giá trị trong, nghĩa là được giá trị là quy định như trong thẻ P không thầy? Dạ, P nó là P chứ, P là đoạn chứa nội dung, mà input ở đây thì nó vẫn là ô input, còn đây nó là một tên điều khiển, chúng ta lấy giá trị thì lấy ở đây. Nếu mà em để ngoài thì vẫn được đúng không thầy? Nó chả sao cả, đó là cách. À thế thì bây giờ phải như này, đúng không nhỉ? Bây giờ là bố em cho em 1.000 m² đất, đúng không? Đúng không nhỉ? Vâng. Thì trên đấy em để các khối nào đó, em xây cái gì? Em xây chuồng gà, chuồng lợn, chuồng vịt, chuồng ngan, chuồng bò thì đấy là cách của em xây thôi. Đúng không? Mỗi một cái thứ đấy em để ở đâu, hay là bên trong cái chuồng gà em xây các cái gian gì đấy thì đấy là do cách bố trí, đúng không nhỉ? Và như cái bài đầu ấy thì chúng ta đã có mô tả là trên một trang ấy nó có phần tiêu đề, có phần chứa nội dung, những cái nội dung văn bản, nội dung ký tự chúng ta có thể đặt nó vào trong gì đấy, P để chúng ta tạo ra cái đoạn nội dung, đúng không ạ? Đấy, còn lại thì cái bài sau chúng ta sẽ có một cái bài về bố cục nội dung trên trang để chúng ta phân chia bố cục nó hợp lý hơn. Ôi. Đúng không? Thế ơi, cái giá trị, cái value ấy, nó là giá trị. Thế mình thay thành placeholder được không thầy? Sao nó không hiện ra nhỉ? Placeholder nó đã dành, cái placeholder này, cái tên của nó đã mô tả thuộc tính này dành để... Nó chỉ dùng cho text thôi, à, dùng cho text thôi không? Trên text thôi chứ, để thay cho cái lời hướng dẫn người dùng làm cái gì đấy. Đúng không? Còn cái submit kia thì nó toàn dùng value rồi. Thì đúng rồi, đấy là value mới là cái giá trị của nó. Giá trị của điều khiển thì thông qua thuộc tính value. Đây không được. Đúng không? Với đây đồ dịch tiếng Anh nhá, đặt tại chi lỗ. Được chưa? Chạy thử này, chúng ta nhìn thấy này. Được chưa nhỉ? Đây là cái ô để nhập, đây mời bạn nhập họ tên, chúng ta nhập vào thì nó sẽ mất cái nội dung đấy đi. Ta xóa đi thì nó lại hiển thị là mời bạn nhập họ tên, đúng không? Ví dụ như là Trung Trịnh chẳng hạn. Đấy. Khi chúng ta chọn, bạn sẽ nhìn thấy điều gì xảy ra. À, chúng ta vừa dùng cái
cái method là get. Thì khi bạn nhập và bạn chọn ở đây tức là submit, hay là nói khác là gửi dữ liệu của form ấy, thì nó sẽ gửi thông qua URL đây này. Thông qua cái này có lý do là chúng ta đặt cái method này là get. Cái URL này chúng ta để bằng rỗng, tức là tại cái trang hiện tại, tại cái trang form 1 đấy. Thì sau này chúng ta học phần backend, bạn muốn post dữ liệu bằng Java, bằng .NET hay bằng PHP, chúng ta post đến cái trang nào chúng ta sẽ điền cái trang đấy vào, đúng không? Còn đương nhiên bây giờ bạn điền đây nó cũng chẳng làm sao cả. Ví dụ review.html tôi post sang bên này, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là gì, nhập vào đây là Trung Trịnh post này, đúng không? Chúng ta chuyển sang trang review và cái dữ liệu đấy được gửi thông qua gì, thông qua URL, đúng không? Đấy, nhưng mà đương nhiên là cái trang HTML thì để chúng ta xử lý. Thầy ơi, thầy ơi. Em ghi ông thầy mà cái chỗ chọn nó là cái chữ chứ không phải nó là cái tím là mình kết vào. Thế cái tai của nó là gì? Đúng không? Tai là submit. Đúng kiểu submit chưa? FOP. Mặc định nếu chúng ta viết cái này sai chẳng hạn, đúng không? Ví dụ là submit liêm chẳng hạn này. Thì lấy ví dụ sai nhá. Thì nó ra cái gì? Đúng không? Có đúng như này không? Tôi nói em bị như thế. Thì đấy, nó là thế. Chúng ta viết sai cái kiểu của nó. Cái kiểu này là cái kiểu mà chúng ta FOP mà. Nó là quy định mà. Em viết sai. Đúng chưa ạ? Quy định của cái điều khiển nó là loại gì thì nó sử dụng thuộc tính tai. Ok chưa? Đấy. Như vậy thì đây chúng ta sẽ, sau khi mà chúng ta giới thiệu trong slide rồi, bạn sẽ phải liệt kê lại cho thầy cái thứ nhất là mô tả lại thứ nhất là gì? Form. Đấy là phần tử dùng để tạo form. Đây phần lý thuyết đấy nha. Thứ hai là các điều khiển trên form thường dùng thì chúng ta có các cái loại như sau, đúng không ạ? Cụ thể đây chúng ta có thể chia làm là ba loại đi, đúng không ạ? Loại input, thực tế thì nó gọi là, thôi được, phải liệt kê như này đi. Loại điều khiển thứ nhất là với loại điều khiển input, đúng không ạ? Loại thứ hai ta vừa nhìn thấy là cái ô lựa chọn select. Loại thứ ba bạn nhìn thấy nữa đó là cái ô text area để bạn nhập nhiều dòng. Đấy, text area. Đấy. Các cái loại khác nhau để chúng ta tạo trên form. Có thể mô tả thêm một loại nữa là loại nút bấm button. Đấy. Được chưa nhỉ? Đây là các cái loại điều khiển thường dùng với cái thuộc tính cái phần tử input này. Cái tab text input này này thì cái cũng có các thuộc tính thường dùng. Ví dụ như là thuộc tính type, thuộc tính name, thuộc tính ID, thuộc tính value, vân vân. Đấy. Vậy thì cái thuộc tính type của cái input này nó quy định cái gì? Type. Đúng không nhỉ? Quy định loại điều khiển trên form. Vậy thì nó có những cái loại điều khiển nào? Đúng không? Đấy, điều khiển thứ nhất này. Type bằng này. Text, đúng không ạ? Thì cái này là gì? Ô nhập dữ liệu dạng text. Thế thôi. Ô này thì thầy nhớ không nhầm thì tối đa nó vào khoảng 255 ký tự, đúng không ạ? Đấy. Một cái loại thứ hai chúng ta thường dùng như khi nãy chúng ta mô tả đấy, tai bằng này, bằng
Password. Password, đúng không? Nếu tay bằng password thì cái này là gì? Nhập dữ liệu kiểu mật khẩu, đúng không? Đó là riêng thuộc tính tay chúng ta có. Loại thứ ba chúng ta thường dùng nữa mà chúng ta nhìn thấy trực quan nhất, đúng chưa nhỉ? Là cái mà chúng ta chọn nam nữ đấy, thì nó là loại radio, đúng không? Tạo cái ô chọn một trong nhiều khả năng lựa chọn. Hay nói khác là có nhiều khả năng nhưng chúng ta chỉ chọn một, thì bạn dùng cái loại kiểu là kiểu tai là radio. Mà cái loại cho phép chúng ta chọn nhiều ấy thì nó là gì? Checkbox. Đây là điều khiển cho phép chọn nhiều trong nhiều khả năng. Ví dụ sở thích của chúng ta thì chúng ta có hàng trăm cái sở thích khác nhau, đúng không? Hay là bạn mua trứng mua cổ chẳng hạn, chúng ta có một lúc chúng ta mua 3 4 5 7 cái mã cổ phiếu, chúng ta tích vào đấy. Đúng không nhỉ? Không phải à? Ví dụ thế, đúng không nhỉ? Vừa là chết đấy. Đấy. Đấy người ta dùng gọi là ô checkbox. Một cái loại nữa chúng ta có là tai, là cái ô để chúng ta có thể nhập ở dạng ngày giờ. Chúng ta có date, chúng ta có gì? Date time. Chúng ta có date time local. Đấy. Thế liên quan đến dạng ngày, ngày giờ và ngày giờ hệ thống, ngày giờ client, đúng không nhỉ? Local. Rồi là chúng ta có cái gì liên quan đến man, đúng không nhỉ? B man, BD man, đúng không? Thì nhớ không nhận gì đấy. Một số cái điều khiển B man à? Ok. BD man, đúng không? Đấy. B đây man. Các cái điều khiển này khi trên form chúng ta dùng, chúng ta sẽ lựa chọn xem. Rồi là điều khiển chúng ta để chọn màu, color. Đây là gì? Điều khiển cho phép hiển thị bảng màu. Hiển thị bảng màu để chọn. Đấy. Đương nhiên là không phải lúc nào ta cần học thuộc cái này làm gì cả, nhưng mà chỉ ít là bạn phân loại được ra các loại điều khiển để ta thiết kế một cái form nó đúng yêu cầu, đúng chưa? Đấy. Rồi là điều khiển tai bằng file, đúng chưa nhỉ? Đây là điều khiển cho phép chọn file từ client, tức là từ browser đấy, đúng không ạ? Ok. Rồi là loại điều khiển tai bằng number. Điều khiển này là điều khiển chỉ cho phép nhập số. Đấy. Rồi là tai bằng rank, là điều khiển chỉ cho phép chọn số, tức là đây là thanh trượt. Còn đây là cái khái niệm up down, lên xuống ấy. Đúng không? Ok, đúng chưa nhỉ? Còn nhiều các điều khiển khác nhau.
Thầy đã liệt kê khá đầy đủ ở trên này rồi. Còn một vài cái thì xem number, à email đã đi. Những cái mà form mà chúng ta thông thường hay nhìn thấy. Đấy, email điều khiển cho phép nhập dữ liệu kiểu email. Còn kiểu email như nào thì không phải giải thích nữa rồi, đúng không? Nó nội dung rằng nó chứa a vòng thì nó là email, đúng không ạ? Tuy nhiên là đấy là những cái công cụ HTML5 cung cấp, và sau này chúng ta có thể dùng nó bằng nhiều các cái tiêu chí khác nhau, và mỗi một cái điều khiển với cái tay bằng các cái loại khác nhau này thì nó có thêm các cái thuộc tính tương ứng. Ví dụ như là chúng ta có cái button của mail, hay là chúng ta có cái button của một cái loại là cho phép nhập số điện thoại chẳng hạn, ta ten, đúng không? Điều khiển cho phép nhập dữ liệu theo mẫu kiểu điện thoại, đúng không ạ? Đấy, đúng không? Thế thôi. Ví dụ sau này chúng ta yêu cầu là nhập điện thoại, nó phải là gì? Nó phải bắt đầu bằng cộng 84 chẳng hạn, mã vùng Việt Nam, thì tùy theo các cái thành phần, đúng chưa? Rồi là điều khiển gì nữa? Ví dụ chúng ta có tai, tức là ở đây là thầy đang liệt kê những cái mà chúng ta thường nhìn thấy và hay dùng. Reset này, đúng không? Là gì? Đây là nút bấm cho phép trở lại trạng thái ban đầu của form. À, của form, của biểu mẫu. Rồi là điều khiển nữa mà chúng ta nhìn thấy là cái nó thường đi thành một cặp là submit, là cái anh Thanh Liêm vừa viết sai cái từ submit của thầy đấy, nên nó mới thành một cái ô text, hiểu chưa nhỉ? Những cái giá trị của tai ở đây là cái giá trị quy định của ngôn ngữ HTML5, chúng ta không vẽ ra một cái khác được, đúng không ạ? Chú ý nó như vậy. Đây là nút bấm, nút bấm cho phép gửi dữ liệu trên form đến địa chỉ của thuộc tính, đấy thầy ghi rất rõ nha, của thuộc tính action trên form để xử lý. Ví dụ như ta đăng ký Facebook, chúng ta đăng ký Google chẳng hạn, thì nó gửi về cái địa chỉ nào đó nó xử lý thì do cái hệ thống đấy, đúng chưa? Ok, tạm thời như vậy. Nhưng có những cái nữa là chúng ta lại không cùng nút bấm, chúng ta không dùng hai loại này. Thay vì chúng ta dùng là button thì ở đây tai nó cũng có một loại nữa là tai bằng button. Đây là nút bấm thông thường. Ví dụ chúng ta bấm để chúng ta thêm cái gì đó trên form mà chúng ta chưa cần phải gửi dữ liệu đi. Chúng ta không tương tác đến toàn bộ các phần tử trên form, chúng ta dùng nút bấm là button, đúng không ạ? Hiển thị hình ảnh chúng ta có tile image, cái đó thì nó cũng ít dùng hơn. Thông thường thì bạn sẽ sử dụng nó là thẻ img để chúng ta xử lý, vân vân, đúng không nhỉ? Đấy. Thôi, chỗ nào mà quên thì ta cho chữ vân vân, đúng không nhỉ? Đại loại là ta cần dùng những cái gì cần thiết trước. Loại điều khiển thứ hai nữa là cái điều khiển select, là để cho phép chúng ta chọn, như trên cái slide đã mô tả chúng ta một cái ô chọn như thế này. Đây đúng không nhỉ? Danh sách thả. Đấy. Thì trong danh sách thả này chúng ta chú ý vào những cái select thì với các thuộc tính như là name,
như là ID chúng ta thường dùng. Đó. Còn cái nội dung là một danh sách. Danh sách thì chúng ta thường dùng với cái option. Option. Được không nhỉ? Đây là phần tử trong danh sách. Ngoài ra nó có thể phân nhóm. Chúng ta có option group để tạo ra từng nhóm. Còn cái điều khiển thứ ba, take area, đây là điều khiển cho phép nhập dữ liệu văn bản trên nhiều dòng. Chú ý như vậy, nó khác với cái input type bằng text là nó chỉ nhập trên một dòng thôi. Đúng không ạ? Thầy thì mình okay. input type bằng text thì nó tương ứng với type bằng button ở đây. Đây gọi nó là nút bấm thôi. Chúng ta xử lý trong JavaScript cái gì đó để chúng ta sử dụng. Đúng không nhỉ? Như vậy cái này thì thầy liệt kê ra như này, chúng ta có thể tạo ra một form với cái tiêu đề như thế này và tạo một input như thế này chẳng hạn thế. Đúng không? Đấy. Rồi. Xong chưa? Chúng ta đi thực hành tạo từng form một đi. Tạo cho thầy một cái form. Form 2. .html. Enter. Tạo cho nó một cái form 2. Ok. Đấy. Ví dụ như cái form đơn giản nhất của chúng ta là form login. Đấy, chúng ta đang kết hợp cái H1 mô tả rõ ở đây là kết hợp. Thôi không kết hợp, lại tạo cái form xấu trước đi. Đăng nhập khách đăng form là thông tin đăng nhập. Về cơ bản thì chúng ta chỉ có cái ô là gì? Ô nhập mà tài khoản, mật khẩu. Ghi nhớ mật khẩu nó giống như cái việc chúng ta nhập gì đấy thôi, trong Facebook đấy chẳng hạn, đúng không? Như này đi, làm gì đang xuất cái này đấy, chúng ta có một ô như này đi để chúng ta nhập, đúng không? Đăng nhập vân vân, hay là tạo mới, được chưa đấy? Thì thầy làm cái form đơn giản là thông tin đăng nhập. Thầy ơi, nhưng mà nếu mà chúng ta tạo cái form thông thường, ta chưa có định dạng cái gì cả, nó cũng không gửi đi đâu cả. Để ta tạo cái form. Thôi thầy tắt loa. Alo. Thầy ơi. Nhưng mà mình tạo giống kiểu Facebook mà nó có hai cái việc, một cái xanh, một cái trắng, rồi cái để cho nó giống phây thì mình lấy cái hình ảnh. Cái đó thì mình cứ đi, bây giờ là mình cứ đi chuẩn bị tiền này, mình mua lấy mảnh đất này, xong rồi mình mua gạch này, mua gạch rồi này, xong là mình mua sắt rồi này, đúng không? Mình mua xi măng này, mình mua đá lát, đá nghiền này, đúng không ạ? Sau đó chúng ta đổ thành cái khung. Rồi sau này muốn làm như kiểu Facebook thì chúng ta mới quét sơn, quét vôi, quét cho vào. Đúng không? Bây giờ chúng ta đang đi xây dựng cái khung, cái khối. Còn đấy cái đoạn màu mè thì chúng ta chưa nói đến, đúng không nhỉ? Ok chưa? Giống như cái buổi đầu tiên thầy giới thiệu, chúng ta có những cái phần gì và nó mục đích nó làm gì. Nên là cứ làm tốt nhất tất cả những phần thầy đang nói đi, rồi kiểu gì cũng đến nơi. Đúng không ạ? Màu mè thì sau. Vì cái phần đấy là chúng ta đã nói nó gồm có 3 phần. Ở buổi đầu tiên thì nói rất rõ ấy. Không biết các bạn nhớ không? Là cấu trúc của cái thẻ HTML5. Sau đó là nó lên khối, lên cái khung, cái trang rồi chúng ta mới đi là gì? Trình bày nó bằng cái ngôn ngữ định kiểu là CSS. Làm đẹp, đúng không? Chúng ta tạo các tương tác người dùng, chúng ta dùng ngôn ngữ kịch bản JavaScript.
sau đó chúng ta dùng một vài các framework để tối ưu hóa cái công đoạn code, đúng không ạ? Để nắm được cái ok, chúng ta đang có hai cái phần thôi. Chúng ta có thể tạo một cái thẻ khối đơn giản ở đây deep. Phần thứ nhất là hiển thị cái thông tin đăng nhập, cái hình ảnh đi, cái logo của nhà sản xuất đi. Ví dụ như vậy, ta để một cái image. Được chưa nhỉ? Cái image thì bạn lấy cái image ở đâu đó. Thầy lấy ở đây chẳng hạn. Copy address, thầy không down về nữa. Dán nó vào đây. ALT chúng ta đặt là thầy thường hay để như này nhìn cho nó dễ. Dev Master Academy. Dòng thứ hai chúng ta để một cái gì? Deep. Gồm có phần là có label để chúng ta hiển thị cái nội dung, for là tài khoản. Nội dung ta nhìn thấy ở đây là gì? Tài khoản. Tài khoản ta sẽ nhập vào một cái ô input ở dạng text, đúng không? Chúng ta đặt cho nó cái tên name tài khoản để sau này chúng ta gọi nó là cái gì đấy. Cái ID chúng ta cũng đặt luôn bằng tài khoản. Tại sao đây thầy dùng ở đây là gì? Khi mà bạn click vào cái chữ tài khoản đây này thì nó sẽ focus đến cái điều khiển mà có ID bằng cái giá trị của thuộc tính for đây này. Đó, nhìn thấy chưa ạ? Đấy. Chúng ta để cho nó một cái gì? Một cái flex holder là bạn nhập tài khoản. Cái tên của điều khiển chúng ta không nên đặt tiếng Việt. Có dấu, không dùng khoảng trắng. Chúng ta sau này chúng ta dùng cái tên điều khiển này để chúng ta lấy cái giá trị ở trên này chẳng hạn. Thì chúng ta nên chú ý là cách chúng ta đặt tên. Nó gọi là định danh thì bạn đặt làm sao cho nó dễ tương tác. Đúng không ạ? Cái dòng thứ hai chúng ta tạo một cái dòng thứ hai deep đi. Thông thường nó có nhiều hơn các điều khiển ấy, thì chúng ta sẽ để vào trong deep. Cái phần này là phần bố cục chúng ta học ở bài 3. Nên là cái phần lúc nãy anh Hiếu, anh Thắc Bắc là nó có phần đúng của nó. Thì chúng ta dùng thẻ P là chúng ta chứa nội dung, đoạn văn. Còn khối mà nó dùng ví dụ nhiều điều khiển như này, chúng ta dùng label chẳng hạn. Dùng điều khiển khác chúng ta cho vào một khối, gọi là một khối con đi chẳng hạn. Đấy. Ô thứ tiếp theo chúng ta dùng label for mật khẩu. Ví dụ như vậy, mật khẩu. Đúng không nhỉ? Mật khẩu chúng ta cũng để ở trong một cái ô nhập input, nhưng type lúc này nó bằng gì? Password. Đúng chưa? Name chúng ta cũng đặt là mật khẩu. ID mật khẩu, đúng không ạ? Cái flex holder để chúng ta nhìn thấy. Flex holder nhập mật khẩu. Đấy. Đó là xong. Được chưa? Trong quá trình đăng nhập trên browser, chúng ta thường có cái ô là ghi nhớ cho lần đăng nhập sau. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái điều khiển ở đấy. Deep. Input điều khiển trước, đúng không? Input type lúc này bằng chọn hay không chọn, người ta để là checkbox. Name là ghi nhớ. ID chúng ta để là ghi nhớ. Đấy. Cái thuộc tính để đây là chọn hay không chọn thì nó có thêm cái ticket. Nếu chúng ta để ticket thì khi bạn chạy, bạn load lên thì nó được chọn, mặc định là được chọn ngay. Cái thuộc tính là thuộc tính mà để chúng ta chọn hay không chọn thì nó là ticket. Cái nội dung ta là hiển thị bên phải, ta để các label for, chúng ta để focus đến cái ô ghi nhớ. Đúng không ạ? Đây là nội dung ta nhìn thấy, ghi nhớ. Đấy. Tức là bạn click vào cái này thì nó cũng chọn, bạn tích nữa thì nó bỏ đi. Nhưng bạn tích vào cái, bạn click vào cái ô ghi nhớ thì nó cũng focus đến cái anh này. Đúng không nhỉ? Và đến cái dòng tiếp theo chúng ta mô tả ở đây đi. Là hai cái ô input type gửi dữ liệu submit. Name bằng BT, tức là cái nút button ấy.
submit chúng ta thường đặt nó là cái chữ BT. BT là đăng nhập chẳng hạn, hay BT login. Đấy, cái giá trị chúng ta nhìn thấy ở đây là chữ trên màn hình ấy là chữ đăng nhập. Đấy. Ô thứ hai input type bằng reset. Tức là chúng ta thay đổi một hồi xong chúng ta lại muốn làm lại. Làm lại. Đấy, cái giá trị chúng ta đặt vào đây là làm lại. Những cái thuộc tính name của điều khiển phục vụ sau này chúng ta gửi dữ liệu là chúng ta lấy, muốn lấy cái giá trị value này này, chúng ta dựa vào cái name này này. Trên form, trên các ngôn ngữ lập trình back end như là PHP, như là Net hoặc Java hay dùng như vậy. Ok, chúng ta chạy thử xem nó ra gì. Thôi cái lá bù ấy, cái lá bù ấy khi mình viết lệnh 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 lá bù ấy thì nó kiểu là giống một cái lệnh B rồi thấy hả, cái lệnh lá bù đấy đấy, cái thầy đang bùi anh ấy, ý của nó là em thấy nó giống như kiểu lệnh B ấy, chỉ xuất ra chữ ghi nhớ thôi. Đúng rồi, nó khác, nhưng mà nó khác cái gì nhau rồi gì, nó khác ở chỗ là nó for đấy, cái điều khiển nào đây này, ví dụ như này này, bạn click vào ô ghi đây đúng không? Đấy, một cách khác để thầy mô tả chỗ này tại sao chúng ta dùng. Bây giờ ta không dùng cái này nữa nhé. Ta ghi đây là gì? Ghi nhớ được không? Vẫn được cái gì? Nhưng mà chúng ta click vào đây thì không được. Đúng không? Chúng ta phải click vào đâu? Vào đây cái gì? Hay chúng ta click vào đây thì nó focus đến đây. Đương nhiên bạn click vào đây thì không vấn đề gì rồi. Chúng ta click vào đây. Nhìn thấy chưa? Cái thẻ label cũng là một cái thẻ inline. Thẻ trên hàng, trên dòng. Thế còn cái thẻ div này này, div này. Thẻ div nó là một khối. Nó là một khối nhưng mà nó không có thẻ B. Thẻ P thì nó là thẻ đoạn. Đoạn văn. Khối, mà khối định nghĩa là nó định như thế nào vậy? Khối định nghĩa như nào được nhỉ? Thế nào? Em vẫn chưa hiểu ý là khối như là khối như thế nào? Khối như nào à, Duy? Như nào gọi là một khối? Một khối là nó chứa bên trong đó nhiều thứ gì đấy thì nó gọi là một khối, một cái. Theo em hiểu là nó tạo ra một hình chữ nhật và khối trắng, trong đó chứa cái nội dung là input label. Thế thì thẻ B em thấy nó cũng tạo thành một khối mà. Thẻ P nó là thẻ đoạn, nó chứa tích văn bản đoạn văn thôi chứ. À không, thẻ B. Hả? Thẻ B nó cũng chứa kiểu. Như nào cho được. Đúng không? Dạ. Bây giờ ví dụ như là như giải thích cái này khó nhỉ? Thẻ POI nó cũng giống là một cái thẻ DIP mà. Thẻ gì? POI thầy. POE đấy thầy. POI đâu phải là thẻ DIP. POI thầy đang nói POI nó là cái thẻ. Cái thẻ mà cấu trúc. Đúng không nhỉ? Giữ nguyên định dạng trên trên giao diện. Tức là nó không làm thay đổi cái nội dung văn bản bạn soạn thảo. Được chưa? Đúng không? Nhưng mà giờ thay DIP thành POI thì nó chạy vẫn giống như kiểu kia thầy ạ. Giống nhà ý nếu khác nhau chứ. Em chưa chạy nhưng em nghĩ chẳng giống. Đúng không, Puri? Đâu hay. Thầy cho lại xem mấy bài thầy chạy đây. Thầy sao dựa chạy đây. Đây, Puri, tại sao nhiều lúc thầy mô tả văn bản ấy thì thầy để Puri như này đúng không? Bạn xem nó có khác không? Chán nhỉ. Khác không?
nó giống chỗ nào đâu. Free tức là cái giữ nguyên định dạng bạn viết như nào trên form trên ấy thì nó hiển thị trên này như thế. Còn đây nó định nghĩa bằng cấu trúc thẻ nó phải như này cơ mà. Đúng không? Nên khi dùng div nhưng mà dùng div nghĩa nó sẽ là một khối hình vuông và nó cũng không xứng dòng luôn này. Đúng rồi. Nó không xứng dòng nên nó viết liền dòng kiểu B luôn. Nó giống như một cái khối, một cái phòng em đặt cái gì, em ném cái gì vào đấy thì nó là như thế. Thế rồi, dạ vâng, vâng. Đúng không? Dạ vâng. Sắp hiểu rồi kìa. Cái này vì ngồi nghịch lại thì mới hiểu rõ được kìa. Thầy em cũng chưa theo ý của bạn em cũng hơi mông lung đấy, nhưng mà em nghĩ là nó sẽ khác một cái là các thuộc tính nó sẽ khác nhau, em chỉ biết như thế thôi. Em nghĩ chắc là có cái gì khác nhau. Nó rõ ràng nó khác nhau gì? Không biết, rõ ràng nó khác nhau rồi nhưng mà nhiều cái thấy kiểu dùng thẻ nào nó cũng đều làm được hết. Nhưng mà bởi kiểu vì nó có một cái ưu việt gì đó nhưng mà là nó dùng bằng các cấu trúc thẻ để nó trình bày nội dung. Đúng không? Thế thì cấu trúc thẻ đấy thì HTML5 đã mô tả chúng ta rõ ràng các cái thẻ chúng ta thường dùng, còn bạn đặt cái thẻ nào chả được, sau này bạn CSS, bạn style thì nó đều hiển thị hết mà. Dạ vâng, dạ vâng. Còn cái cấu trúc chuẩn HTML5 thì nó cho người ta như nào, người ta làm như thế thì nó sẽ chuẩn hơn theo mặt ngôn ngữ. Dạ vâng. Đúng không? Không chỉ có mỗi div nó tạo thẻ khối, nó còn nhiều cái thẻ nó tạo ra thẻ khối. Khối tức là cái thẻ mà có thể chứa bên trong đó nhiều các cái cấu trúc khác nhau, các thẻ khác nhau. Giống như em có một cái sàn bất động sản nó có 1000 m², em chia ra thành cái khối khác nhau đúng không? Khối bên trái, khối bên phải, trong khối đấy em lại chia nhỏ thành các khối khác nhau nữa. Trong cái khối nhỏ đấy em để một cái bàn, một cái ghế. Trong cái khối khác em để nhiều bàn, nhiều ghế xếp theo một cái trật tự nào đấy, đúng không? Đúng không? Anh Hiếu là anh Hiếu học ở Bách Khoa cháu nhỉ? Cái thằng đang nói đây cũng Bách Khoa thì ạ. Cái thằng bạn kia đấy, thằng bạn kia. Ăn nữa thì láo. Tại sao nó lại tạo ra cái thẻ div đấy đúng không? Mới tạo ra thẻ đấy ta không hiểu, thế là anh quay đi anh ngồi anh viết cái thẻ div đấy ở trên HTML 5. Anh thay bằng cái thẻ tên là Hiếu. Đồng ý không? Đấy, này là anh học dạ, vâng. Học để viết ra ngôn ngữ. Dạ, dạ. Ở đây là chúng ta đang học dùng ngôn ngữ để triển khai ứng dụng. Còn khác với cái lý thuyết hàn lâm của bạn là viết ra cái cấu trúc đấy để làm gì? Để cho người ta làm gì, sử dụng làm gì đúng không? Cái tư duy lại hơi khác rồi đấy. Thầy ơi. Ừ. Em lại mất cái ô tích gì sao? Tích thì nó phải là checkbox, em viết sai thì nó mất đi thôi. Đúng không? Quy định. Hay là order, anh Hiếu anh viết là cái tag bằng cái khác để cho dễ nhớ. Đúng mà. Mất cái chỗ checkbox, chỗ em ghi nhớ, mất tồn mà em ghi đúng rồi. Rồi, những bạn nào làm xong rồi thì kết hợp tạo cho thầy cái trang đăng ký input đăng ký thôi, mở bài tập ra đi, đơn giản đúng không, làm trên phần bài tập cho nó có cái hình ảnh trực quan nó dễ làm hơn đâu nhỉ. Làm cho nó từng phần. Làm ở lab số số 2 nhé. Làm cho thầy cái form lab số 2 ở phần form. Chúng ta mới làm được phần table thôi. Đăng ký thành viên. Bài này chúng ta sẽ kết hợp giữa gì đấy? Giữa table và các điều khiển. Đây là một cái ví dụ mô tả đúng không ạ? Làm một cái đơn giản. Đương nhiên sau này khi thiết kế form với HTML5 thì người ta cũng sẽ ít dùng cái table hơn, mà ta thường dùng cấu trúc các cái thẻ phân chia bố cục nội dung nó đầy đủ hơn.
Như bài này xong chưa? Tất cả các bạn xong chưa? Chạy được chưa? Ra được cái hình như này chưa? Đấy, đăng nhập gì đó. Submit đúng không? Đấy, mặc định thì nó chuyển hết thông tin lên trên. Thế em đang thế nào nó không ra cái chữ ghi nhớ chắc. Không ra chữ ghi nhớ à? Thế là sai. Đúng không? Thầy thì cần bỏ cái này, có khi là nó không ra rồi đây này. Đúng không ạ? Anh nhìn xem có cái chữ đỏ không? Chữ đỏ nó báo lỗi. Đúng không? Không, anh cháu cái chữ đỏ. Nó phải đúng cái cấu trúc thẻ thì nó mới trình bày được nội dung. Chết rồi, bọn em ghi nhớ em cho cái dấu ngoặc. Sao? Đúng không? Rồi ạ, nên nó thành chữ xanh nên nó ra ghi nhớ. Thôi được rồi thầy ơi. Rồi ok, làm tiếp cái bài tập tuần form ở trong lab. Phần đấy thì chúng ta đã sẽ không viết theo cái cấu trúc này, mà chúng ta sẽ viết theo cấu trúc là table đúng không? Nói một cách khác là bạn nhìn thấy cái cấu trúc nào bạn cũng có thể hình dung và hiểu được ra nó. Đấy. Ok nhá. Bắt đầu thầy làm từ cái phần đầu tiên. Bài đấy là bài số bao nhiêu đây nhỉ? Bài thực hành số 3, lab 2. Thầy ghi vào đây là file mới này, bài thực hành 03 lab02.html. Ví dụ như vậy. Ok. Tạo cấu trúc khang đây là đăng ký thành viên. Được chưa ạ? Chúng ta tạo một cái H1 đi. Để lên đây là đăng ký thành viên. Được chưa? Chúng ta làm trên form thì bạn cho luôn cho thầy cái thẻ form vào đây trước cho nó chắc ăn. Đúng rồi nè. Bây giờ làm sao để chúng ta có được hai cái này? Cái này thẳng hàng, cái này thẳng hàng, tức là bản chất bạn đang tạo ra một cái table gồm có bao nhiêu cột? Có hai cột đúng không? Và gì? Và nhiều dòng đúng chưa nhỉ? Thế thôi. Dòng tiêu đề nó không có. Đúng không? Hoặc trên này bạn ghép thành tiêu đề cũng được, cái này thì ném ra ngoài thành H1 rồi thì thôi. Thì trên này chúng ta sẽ làm một cái table. Cột bên trái ta để thông tin hướng dẫn, cột bên phải ta để điều khiển. Và toàn bộ cái table này được đặt ở trong trong form. Đấy, ta ghi cái table. Đấy, bạn có thể để đây cho thầy là bạn cứ cho cái border và chúng ta nhìn cho nó dễ này. Width ta để 100% lên này. Đúng không? Cho nó ngon. Đấy. Nhưng mà rồi xong không nhưng nữa, để nguyên như vậy. Sau đó bên trong này bởi vì chúng ta tạo nội dung không thôi thì bạn có thể để vào tbody luôn vì cái hit chúng ta không có. Được chưa này? Chúng ta tạo ra từng hàng tr. Cái tr đây này này. Chúng ta hình dung là dữ liệu chúng ta sẽ chứa là gồm có hai phần họ tên và gì? Và điều khiển. Tức là nó có bao nhiêu cột? Hai cột td. Cái d này chúng ta nếu sau này bạn ghi đầy đủ thì bạn có thể cho cái label vào đây. Còn tạm thời thì không cần thiết, họ và tên. Còn cái dòng thứ hai ta có là gì? Td. Và đưa cái gì vào? Input type bằng text đúng không? Nên họ và tên, cái này do chúng ta đặt. Bạn thích đặt như nào thì bạn đặt như thế. Ở đây nó có yêu cầu cái flex holder không? Không có thì thôi. Đúng không? Yêu cầu gì ta làm đó. Không yêu cầu thì thôi. Thế là xong. Đúng rồi, rất nhanh chóng. Ta được hàng đầu tiên. Đúng không nhỉ? Ta chạy ra ta thấy nó cũng hay hay, nó cũng giống, mặc dù nó hơi xấu. Thôi kệ nó đã. Đúng chưa? Ta chưa làm đẹp với phần này. Ở chỗ này ta đang để 100%. Nó tràn hết ra. Trên này bạn cũng có thể thay đổi một chút bằng cái style mà cái sau này người ta sẽ học này. Ví dụ như là thầy không muốn cái width đấy, width ở trong này nó chỉ có 50% thôi. Đó, chúng ta sẽ thấy là cái form này nó nằm ở đây.
đúng không? Nhưng để này thì nó hơi xấu, người ta không thích cái này, ta để cái này là 50. Để sau này nó tùy theo cách chúng ta đặt thôi mà. 50% và cho ra giữa Align Center, những cái table ta đã học rồi ta áp dụng. Còn về cái sau này học thêm các công cụ nữa thì ta sẽ làm việc đấy. Được chưa? Đấy. Cái này có thể cho ra giữa này, style take align center. Ok. Như vậy là ta làm được một dòng. Được chưa? Bây giờ ta làm dòng thứ hai, Ctrl C, Ctrl V, đúng không? Dòng thứ hai của ta là tên nhập. Như đây là tên đăng nhập. Chúng ta đặt cho nó một cái tên đăng nhập. Đấy. Đúng chưa? Chúng ta chạy lại đây, chúng ta thấy rằng là nó ok ngay. Đúng không? Đương nhiên bạn nhìn thế này nó chưa giống. Chẳng qua là chúng ta bỏ cái này bằng gì? Bằng không như thế này. Thì nó không còn nhìn thấy ô nữa. Và bây giờ nó trông giống giống. Đúng chưa? À, tiếp tục làm nốt cho thầy mấy cái điều khiển nữa. Nhỉ? Để muốn để cho nó dễ nhìn. Tiếp theo làm cho các điều khiển tiếp. Điều khiển thứ ba là mật khẩu. Ta copy cái dòng này, Ctrl C, Ctrl V. Đây là gì? Cho vào chữ là mật khẩu. Mật khẩu ta sẽ đặt cái này là gì đấy? Password. Đương nhiên bạn đặt cái tên lại cho nó phù hợp.
Thầy ơi, ảnh đại diện file ạ. Nó là cái input type bằng file. Đúng không? Đây nó là cái này. Ctrl C. Ctrl V đây là gì? Tên gì? Ảnh tên đại diện. Hả? Cái này thay bằng gì? File đúng không? Tên chúng ta đặt nó là ảnh đại diện. Đấy. Tên vừa mua. Từng chạy làm nào. Chọn đây. Sao bên kia nó hiện không có tên nào để chọn. Hả? Nó ra một cái chọn tẹp không? Ở bên cạnh nó ghi là không có tẹp nào để chọn. Đúng rồi. Cái để chúng ta chọn ảnh mà. Chúng ta đâu như này mà. Ôi, trong bài nó yêu cầu tiếng Anh. Có phải là đúng rồi. Ta của ta là cùng ví dụ như này chẳng hạn thì nó là tên thôi. Sau này ta hiển thị xử lý để nó hiển thị được ảnh thì ta dùng bằng các cái ngôn ngữ kịch bản khác nhau. Chúng ta chọn vào đó. Đúng chưa? Thư điện tử chúng ta sẽ chọn là gì? Email. Đúng rồi, type bằng email. Thế là nhớ hết cơ mà. Thư điện tử. Đây bằng email. Đây là thư điện tử chẳng hạn. Nhưng cái phần sau này của chúng ta là nó sẽ khác này. Cái phần tiếp theo của chúng ta là gì đấy? Giới tính đúng không? Bạn chú ý này. Phần giới tính. Giới tính thì nó có hai ô. Ô thứ nhất là gì đấy? Type bằng typo đúng không? Cái name chúng ta cũng phải đặt là gì? Giới tính. ID chúng ta có thể đặt cho nó một cái tên là ID bằng giới tính nam đi. Kiểu cái bên cạnh này chúng ta sẽ hiển thị cái chữ gì đấy? Chữ nam đúng không? Xuống dòng này, viết cho nó dễ nhìn này. Ồ, máy thay đờ bao giờ. Label. Tại label for cho cái gì? GT nam tính đúng không? GT nam chứ. Đấy. Và chúng ta có hai cái loại điều khiển như thế này đúng không? Ctrl C, Ctrl V. Cái này ta vẫn để nguyên như cái này chúng ta thay nữ. Và cái này ta thay bằng nữ đúng không? Nữ. Đấy. Và nó vẫn phải nằm ở trong một cái gì đấy. Một cái TD đúng không? Chỗ này là nhiều bạn hay thiết kế sai cái cấu trúc nên là nó chạy loạn lên đấy. Đào Hùng là ai?
Mấy cuộc chơi bị đơ mới được việc ạ. Tắt tất phần này. Thế mới đầu là xong chưa các bạn, chạy xong chưa? Đây là sở thích nhỏ tay cho các checkbook nhé. Ok đúng không? Ví dụ bây giờ chúng ta muốn cho mặc định chọn là nam chẳng hạn. Chúng ta thêm cái gì vào? Ticket. Ticket đúng không nhỉ? Chúng ta thêm ticket vào một cái thì cái này mặc định nó sẽ được chọn. Đây, chúng ta refresh lại cái thì nó sẽ là chọn cái anh này. Có lẽ là phải dùng disk server hơi nặng này. Bro cái này. Thì ôi, nó đưa này thì có phải là mấy cái tát nhỏ quay video dừng lại. Hả? Thì ý là nó đưa này em sợ rồi phải tắt nguồn lại, mà tắt nguồn lại thì không quay được video, dừng được video còn cái phần mềm quay được. Đúng rồi. Ôi. Em sợ là mất video được trên 9%. Mấy phần trăm cả? Duyên coach. Rồi thiết kế cái phần tiếp theo là sở thích. Sở thích chúng ta sẽ dùng bằng là checkbook đúng không? Thầy copy luôn cái này đi, Ctrl C này. Nhớ phải copy đúng chỗ nhá. Đây là sở thích. Đấy. Chúng ta sẽ có ở trên nó có hai hàng. Thay cái này bằng checkbook. À, sở thích đi. Đấy. Đúng chưa? Cái thứ hai là gì? Cái này đặt tên là chúng ta có thầy tí đi. Cái này ta có thể đặt nó là ST bóng đá đi. Được chọn ta trích cật vào. Cái này ta ghi là bóng đá. Cái ID này chúng ta đặt cho cái thuộc tính for như thế. Đúng không ạ? Thứ hai là xem phim. Ta vẫn dùng nó là, ta vẫn đặt tên nó là sở thích đi. Và đây là sở thích là ST xem phim. Cái ID này ta gắn cùng với cái thuộc tính for của label. Tên hiển thị là name với ID giống nhau có được không? Nó là hai thuộc tính khác nhau mà. Nhưng mà em đặt tên là giống nhau. Tên giống nhau thì thầy cũng ID thì làm sao? Ví dụ em ở đây nó là sở thích đúng không? Nó là một nhóm. Đấy, cùng với cái tên, còn ID làm sao nó giống là sở thích được.
Em hiểu không nhỉ? Tập bóng đá xong ID em tập bóng đá. Em không ai em thấy vẫn được. Bởi vì cái ID này nó là duy nhất ở trên trang thì nó mới đúng. Còn là ST bóng đá. Còn cái tên thì nó là một cái tập hợp cùng loại thì chúng ta đặt có thể giống nhau. ID với for phải bằng về giống nhau rồi. Hả? ID với cả for ấy phải đặt tên giống nhau ấy. Thì đúng rồi. Đấy thì nó là cái gì nhỉ? Chúng ta muốn cái chúng ta muốn là click vào cái label này thì nó for code đến điều kiện nào. Thì chúng ta phải gắn cho cái ID của nó như thế. Sau đó chúng ta xuống dòng, chúng ta ở viết có hai cái thôi đúng không? Ở dưới là có ba cái. Checkbox, sở thích, du lịch, ST, du lịch. Em copy vào đây. Ở chỗ này chúng ta đặt là du lịch. Đúng không ạ? Đấy. Một cái nữa là gì? Sở thích bơi. Đây là bơi. 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 Đúng không ạ? Và cái cuối cùng là nghe nhạc. ST. Nghe nhạc. Đúng không ạ? Ok. Đấy. Có được cái chúng ta có tùy chọn là bốn cái này đều có hết này, mặc định mở lên là nó có hết này. Những cái nào có ta thêm thuộc tính trích cật vào thôi, được chưa? Đấy. Thì trên này nó sẽ có được cái như vậy, được chưa? Hay chúng ta tạm bỏ đi. Đấy, ok. Xong cái dòng này rồi, đến cái dòng tiếp theo là quê quán. Được chưa nhỉ? TR. Đấy, chúng ta tạo ra cái dòng thứ nhất để hiển thị TD quê quán. Ok. Ở đây nó sẽ là một cái ô lựa chọn đúng không? Thế cái cột thứ hai chúng ta để TD. Phần tử ta lựa chọn đây là gì đấy, select name bằng quê quán, select đúng không, đóng cái hộp chọn select. Bên trong này nó có những cái phần tử nó vào, ví dụ quê quán của chúng ta là có một cái option thứ nhất. À, chọn tỉnh thành đúng không nhỉ? Chọn tỉnh. À, quá. Chờ thầy tí phải tắt cái cho nó. Tự nhiên nó đỡ. Từ cái option 1. Đương nhiên là chúng ta sẽ có nhiều cách, chúng ta dùng nhiều các ngôn ngữ khác nhau. Nhưng hiện tại thì ở đây chúng ta đang chọn cái này thôi. Hà Nội ví dụ như thế. Hà Nội. À, option. Thành phố.
Hồ Chí Minh. Cái chúng ta nhìn thấy đây, thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ thế. Option Hải Phòng, ví dụ thế, đây là Hải Phòng. Option nhân với, thôi nhân từng cái một đi, Hải Phòng, nhấn vào giữ An để chúng ta tạo riêng. Quảng Ninh, Quảng Ninh, để viết hai cái giống nhau. Option thêm cái nữa, nhấn phím An để chọn thêm một chỗ nữa để viết. Đà Nẵng. Đấy, ví dụ như vậy. Cái ô lựa chọn như thế. Đấy. Đúng không? Xong. Đến với câu tiếp theo gì? Địa chỉ. TRTD. Địa chỉ. TD thì lúc này nó chỉ là một cái ô text thôi. Input type bằng text, name bằng địa chỉ. Điện thoại người ta dùng bằng gì? Điện thoại ta dùng bằng ten, đúng không? Đấy, ta vừa mới tóm được xong. Điện thoại. Ok. Đấy. Và phần cái to to đấy chúng ta dùng bằng gì? Cái mô tả ngắn đấy. Đúng rồi. Thêm nốt cho thầy ba cái điều khiển nữa. Làm sao cho cái phần mô tả là cái ô text nó to ra được? Sau này mình sẽ dùng đến cái style width 100% cái nó to ngay mà. Đúng không? Em cho width vào cái text area. Đầu đến cái đoạn là mô tả ngắn đúng không? Điện thoại xong rồi.
Ctrl C này, Ctrl V, mô tả ngắn. Ta sẽ dùng ở đây là text area. Text area đúng không ạ? Đó. Name, mô tả ngắn. Đấy. 30 cột 10 dòng, tôi sẽ cho khoảng độ 3 dòng. Được chưa? Đấy. Sau này ta thử dùng, chúng ta sẽ cho đây là gì? Style width 100%. Đấy, thì nó sẽ to ra như này. Đúng không? Còn không thì thôi. Ta để row 3 con, nếu style width ta thường bỏ cái này đi. Đấy, nó sẽ tràn ra như thế. Tiếp theo, copy Ctrl C, Ctrl V, chúng ta vẫn phải có hai cột nhưng cột này nó không có nội dung. Cột này ta dùng hai cái ô gì đấy. Input type bằng submit đúng không? Đấy, đặt tên cho nó là đăng ký. Thêm cái name nữa. BT đăng ký chẳng hạn. Và một ô thứ hai, put type bằng reset. Value bằng là gì? Làm lại. Name chúng ta cũng để BT làm lại. Thế là cái form trông rất xấu xí. Xấu xí chúng ta sẽ bò lại cái này một chút. Ví dụ như là cái form này này, width 100%, ta cho 50% đi. Nó sẽ ở giữa đây. Đấy, tạm thời ta chưa làm đẹp gì cả, ta mới làm cho sơ sơ để trình bày cái nội dung. Thầy ơi, thầy ơi, không được. Nói. Thầy ơi, có thể chèn lên cái ảnh vào cái ấy để cho nó không đỡ trắng tinh như này. Chèn vào đâu? Chèn vào là chính nhé, để cho nó đỡ trắng tinh này. Úi giời, anh làm chưa? Ba yêu cầu nhà ta làm như thế là tốt lắm rồi. Còn thêm gì thì thêm thôi. Xong chưa? Xong bài này chưa? Rồi. Xong bài này thì thiết kế cho thầy một cái form cho thầy tí nha. Bài 102 là bài 2. Bài
Thế thế xem mà em cái code rồi mà bởi em chạy ra nó lỗi được gì? Đó. Cái tác vụ màu mè của lát không ai. Nó là cái tác vụ màu mè của lát không ai. Lát không ai cái chỗ tạo bảng đấy á, bài tập 3 đấy á. Đấy em phải. Cái tạo menu đấy á. Cá mà màu mè. Cái U là y thôi. Cái đấy em tạo rồi nhưng mà nó cứ bị dài ra thì nó không gọi được. Nó không trong cái khung đây nghe được. À cái đấy thì đấy. Từ từ. Đấy thì để cho nó đẹp như cái mẫu form thôi. Cái đấy là phải cái đấy là phải cắt từ cái project ra viết bằng bút chắc cái frame đấy. Thì là thiết kế theo mẫu đấy thôi. Tôi em cố làm cái này mà làm mãi là không ra được cái form này. Nó phải CSS nữa mà. Ở cái bài đấy hình như trên đầu thầy có ghi rõ là thiết kế cấu trúc bố cục thôi. Còn làm đẹp thì nó phải là sau. Nhưng mà em làm được cái này rồi nhưng mà ra không được cái khung này. Nó phải xe đép rồi nữa. Bạn nào vừa hỏi xe cái màn hình nào nhỉ? Vâng, em ạ thầy. Em cái bài tập em nó làm nó cũng không chạy đúng theo bài tập thầy xem ra. Xe cho nào, xe thầy cho nào. Dạ vâng. Ơ nhưng mà nó cứ bảo là à đây rồi. Đấy, của em nó thành ra như này thì đấy là do em căn lè center ở ngoài cùng rồi xem lại như là xem cái center ở đây nào bỏ cái center vào trong form align center vào trong table à đây đây align center đặt vào trong cái table ấy không phải đặt trên form table à dạ vâng control x cho dưới table ừ rồi chạy được rồi thầy dạ đúng không đấy cần thầy row row bằng 3 xong là viết cái thiết kế web đúng không? Xong rồi cho cái HR vào bên dưới viết PP là nó chia đôi ra thôi. Em nói đúng thế rồi đấy ạ, nhưng nó cũng chưa đấy. Nó chia mấy? Nó cũng bị một cái đâu. Đâu. Nên cho mọi người xem với. Cái màu mè thì do cái định dạng thôi. Vâng. Xong chưa các bạn, các bài khác xong chưa? Vâng. Mấy cái bài lát 2.1 ấy thầy ghi chú ở trên là phần nào sử dụng
CSS thì chúng ta có thể bỏ qua đúng không? Nó là các cái mẫu. Ví dụ màu mè các thứ hay là các định dạng icon này nó là CSS thôi chứ. Nó có điều kiện nào như thế đâu. Hay là những cái form mà chúng ta định dạng cái ô, cái đường kẻ nó mịn, nó đẹp thì lúc đấy là phải tô màu, vẽ son thì nó mới đẹp được. Thì đấy thì hôm qua em làm kiểu hết các khung rồi nhưng mà tô màu. Đấy, thì cái phần đấy là phần CSS chúng ta sẽ làm thôi. Còn lại thì chúng ta chỉ kể à nó có bấy nhiêu điều khiển trên form ta dùng kết hợp chúng ta tạo ra. Được chưa? Mấy buổi nữa mà mình sẽ... Buổi sau chúng ta sẽ học về các cái thẻ bố cục nội dung. Và trên đấy nó có bổ sung thêm một số cái CSS cơ bản. Còn bắt đầu học về CSS thì chúng ta sau một buổi nữa. Buổi thứ tư trở đi chúng ta sẽ học CSS. Nói chung là nó cũng nhiều đấy. Nhưng mà hồi như phần đó là bởi vì là xây dựng khối thì nó có mấy cái cấu trúc thẻ đấy để làm thôi. Table hay là thẻ, các cái thẻ nội dung, thẻ tiêu đề, thẻ inline, table để kẻ bảng, form để tạo biểu mẫu. Xong trong phần sau chúng ta sẽ học phần các thẻ bố cục nội dung cho HTML5. Chúng ta xây dựng các cái trang dựng landing page như là trang home chẳng hạn đúng không? Nó chia như thế nào? Đấy là cách chúng ta học về UI UX đấy. Đúng không ạ? Là cách chúng ta phân bổ phân chia. UX thì là cái trải nghiệm người dùng, đó, tính logic. Thì để có được cái tính logic đấy thì chúng ta phải biết cách để chúng ta chia nó như thế nào thì nó phù hợp. Cái khái niệm UI UX nó là như vậy, nó kết hợp với nhau chứ nó không tách rời nhau. Người ta càng cái UX của người ta càng tốt thì nó bên trong đó là nó có cái bố cục người dùng và cái trải nghiệm người dùng, tức là cái tính logic ở trên trang. Như là bạn vào trang Facebook chẳng hạn thì cái UX của rất là tốt đúng không ạ? Hay là bạn search trên Stack Overflow chẳng hạn thì UX của rất là tốt. Nhưng mà nó không thể không có UI đấy được, UI nó làm rất là đẹp. Về bố cục, trình bày, về nội dung, về phông chữ. Đúng không? Khái niệm đó là UI UX. Mà đương nhiên là nói một hôm mà có ra được UI UX đâu. Nó phải kinh qua rồi trải nghiệm rồi là code bao nhiêu lâu. Đúng không? Có những người code cùng một trang nó ra 1.000 dòng thì ra được cái trang rất là đẹp. Nhưng có những người code đến 2.000 dòng. Đúng rồi này. Nó giống như việc mình xây cái tòa nhà này thôi. Ông xây xong, ông sơn sửa xong đẹp đẽ ngon nghẻ xong khác. Ông không, cái này xấu lắm. Sơn cái khác. Đúng không? Đấy. Ok chưa? Chúng ta làm nốt cho thầy mấy cái bài tập mà ở trong hai cái lab 0102 nhé. Chỗ nào cần thì thầy sẽ mô tả thêm. Chỗ này chúng ta sẽ bổ sung thêm một chút nữa thôi, chẳng hạn như là cái input này chúng ta muốn cho nó rộng ra chẳng hạn. Chúng ta xem ở đây nó có thuộc tính width không, nếu có width chúng ta để 100% chẳng hạn này. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây, trong cái table thì nó không trong cái input nó không có 100%. Đây là thuộc tính của phần tử nó không có, đúng không? Bạn có thể bổ sung thêm cái CSS tức là style width. Cái phần này ta sau này chúng ta sẽ làm nó đầy đủ hơn 100% chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có được cái ô nó dài ra như thế này. Thì đây nó gọi là các cái CSS. Thì phần này thầy cũng chưa quan tâm đến cái phần này lắm. Đúng không ạ? Chúng ta làm sao đặt cho nó đúng được vào các cái bố cục để chúng ta trình bày, chúng ta sử dụng. Giang Nam có đang on ở đây không nhỉ? Nguyễn Giang Nam. Alo. Em đây thầy ơi. Thầy có thấy cái request nào đến đâu nhỉ? Em click lại cái link đấy xem nào. Đây đây em. Chào
Thầy sẽ có cho thầy em vừa gửi nhé. Chờ từ chút. Thì nó nằm ở đâu nhỉ? Em dùng mail gì đấy? Gửi cho thầy cái mail. Gửi mail cho thầy. Ờ, thầy vẫn không thấy cái request đâu, thấy bị tải. Em vừa gửi thầy. Ừ. Giáng sinh thì nó có ảnh hưởng gì không? Lại nhớ người yêu à? Ok á. Giang Nam vào lại xem được chưa? Đây là file AI nhé, Nam nhé. Vâng, để em xin. Tác dụng của chiếc cật. Tác dụng của chiếc cật để làm gì? Thầy lấy ví dụ ở đây cái cột giới tính nhé. Cái này có chiếc cật này, cái này không có này. Đúng không ạ? Thì nó sẽ như thế nào? Thì nó sẽ như thế. Thế này đúng không? Cái giới tính nó có chiếc cật thì nó lại ở đây, nó được chọn vào này. Bây giờ thầy thay đổi lại cái này thay vào đây. Đúng không? Thì cái nào được chọn? Cái nữ nó được chọn. Nó giống như việc là mình chọn cái tích vào cái nào ấy mà. Để chưa Đắc Tú. Cái chiếc cận này là cái thuộc tính của cái kiểu input type bằng radio button và type bằng check. ID để sau này em sẽ phân biệt nó là duy nhất ở trên một cái webpage của mình. Chứ không phải là phân biệt là duy nhất trên form đâu. Mà nó là trên toàn cái trang, một cái trang HTML ấy. Ví dụ như em dùng cái JavaScript chẳng hạn để em tham chiếu đến ID nào ấy, thì nó là xác định duy nhất. Nhưng cũng là cái DOM trong JS mà em tham chiếu đến ID trùng nhau ấy, thì lúc đấy em lại phân biệt bằng chỉ số mảng. Cái đấy nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến vấn đề cái quá trình xử lý.
nhưng mà web nó chạy trên cái tiêu chuẩn của ngôn ngữ HTML 5 thì nó xếp hạng thấp. Đấy, còn cái name. Cái name thì mình có thể đặt tên trùng nhau thì khi đó nó tạo thành một mảng name. Với cái quy tắc định danh ấy, thì ID nó phải là duy nhất. Mà em cố tình em không đặt nó là duy nhất thì nó sẽ hạng. Còn tên thì nó có thể trùng nhau, đúng không? Vậy khi trùng nhau thì nó tạo thành một cái lớp mảng. ID nó em đặt trùng nhau ấy nó cũng tạo thành mảng, nhưng mà nó sai với cái ý nghĩa sử dụng. Cái bắn bắt đầu rồi, đúng không? Thường thì các cái điều khiển chúng ta sử dụng thì có những lúc chúng ta dùng name, có những lúc chúng ta dùng ID. Ví dụ như là sau này em dùng DOM trong JS hay là em dùng sử dụng jQuery để em tham chiếu, em lấy các cái giá trị chẳng hạn. Còn trên form mà sau này em dùng các ngôn ngữ backend em xử lý dữ liệu, em put dữ liệu hay là em post dữ liệu chẳng hạn, hay là em delete gì đấy chẳng hạn, thì em có thể request được cái giá trị trên cái điều khiển đó thông qua thuộc tính name. Kể cả PHP, kể cả Net, kể cả Java. Đấy. Nhưng mà khi xử lý trên phần front end ấy, mà sử dụng với công nghệ JS chẳng hạn, hay là một số các framework front end ấy, thì người ta thường dùng là ID để người ta tham chiếu cho nó chính xác. Hai là người ta sử dụng cái query selector từ jQuery hoặc là từ một số framework khác. Query selector thì lúc đấy nó phụ thuộc vào cái kiến trúc, cái cấu trúc HTML mà em xây dựng và các cái CSS mà em tạo ra. Đấy, từ cái phần sau thì đến phần nào thì ta sẽ làm tới phần đấy. Thì HTML cơ bản chỉ như này thôi, xong thì mình sẽ CSS thì mình định dạng mình làm đẹp. Còn cái từ cái cơ bản đấy ta xây dựng thành các cái bố cục nội dung mà ta cần trình bày. Nó giống cái HTML thì bạn cứ tưởng tượng bạn xây một ngôi nhà. Bạn phải có những cái công cụ nào để bạn xây, ví dụ ngăn phòng. Phòng cao nhất khi mà 38 mạng. Lập đấy cái thứ đúng không? Đấy, thì đấy là cái kiến trúc. Còn sơn sửa này thì nó phải là CSS. Nhưng như là nó không hoàn toàn giống như vậy, bởi vì CSS là trên HTML chúng ta có thể làm biến dạng nội dung của nó thay đổi theo cái hình thức nào đấy. Đúng không? Ok chưa nha, còn vấn đề gì không à các bạn? Chắc phần này nó cũng làm nhiều thì nó cũng mới ra vấn đề. Được chưa? Thì buổi sau các bạn về đọc trước cho thầy thêm một cái Tokyo đây. Cái tắt cái Tokyo đây. Làm sao? Hỏi cái bài tập 2 ở phần tự thực hành và để cho nó đem xí hết thôi nữa. Ok, tôi vô đây. Bài tập từ chỗ tên miền, phí cài đặt, chi phí và nó đem xí hết mà nó không có cái để nói là không có cái backup thế. Thì nhìn cái chỗ bài tập 2 tự thực hành. Cái bài đấy thầy gì nhỉ? Buổi trước thầy nói rồi mà. Đúng không? Nói như thế này thì nhớ là nó cần chúng ta vẫn dùng cái table thông thường thôi. Ví dụ như là gì? Table t-hit đi chẳng hạn nào. TR đúng không? TH ABC đúng không? TH TH như này đúng không? Nếu chúng ta chạy thì nó sẽ ra như thế này ấy thế. Thì chờ thầy chút cho border vào nữa đúng không nhỉ? Border bằng 1 đi. Tạo bên tbody cho nó một cái nữa đi. Tr td sao 3 đúng không? Đúng không? Đấy. Đây đúng không? Cái này tô màu gì? BG color bằng gì? Sang đen đúng không? Đen chưa? Nhưng mà nó đang bị cắt để cách ở đây đúng không? Thế đó là khoảng cách ô. Khoảng ô ta cho cell cell spacing bằng gì? Bằng 0
Mất chưa? Cái màu đừng kẻ ta cho màu gì nữa. Border color bằng cũng màu đen. Thế là thành thành đen tịt hết chưa? Rồi. Đúng không? Thế thì mình phải cho chữ màu vàng. Thì lại thay chữ thôi. Cái chỗ đây là bằng gì? Yellow. Vàng chưa? Rồi. Vàng chóe mắt đấy chứ lại không vàng à, đúng không? Width bằng 50% chẳng hạn. Cho ra giữa. Đấy. Chuẩn chưa? Rồi chúng ta thực hành, và thầy đang nói là chúng ta sẽ đọc thêm cho thầy cái thẻ bố cục nội dung. Đây là một cái bài nó thêm một số cái thẻ tiếp theo thôi. Để buổi sau thầy sẽ trình bày tại sao chúng ta cần phải có cái bài học này. Hạn cho bạn chia các cái khối nội dung, hay là sau này ta làm một số cái trang web nào đấy, người ta cũng biết là cách chia các cái khối nội dung nào ta làm trình bày. Và thường thì quy tắc CSS nó không có áp dụng quy tắc CSS chuẩn nào cho cái cấu trúc HTML nào cả. Bạn thiết kế cấu trúc HTML như thế nào thì chúng ta dùng cái định dạng của CSS cú pháp tương ứng để người ta CSS. Được chưa nhỉ? Còn câu hỏi gì nữa không? Không thì chúng ta làm nốt cái phần bài tập cho thầy nhé. Bài học về lý thuyết chúng ta đến phần đó thôi. Làm hết từ đầu đến cuối. Thấy cái con này làm đẹp thì mang ra thiết kế. Nhưng mà thực tế thì bây giờ chưa làm đẹp được. Gì? Thế cấu trúc thôi. Cái bài lắp 2.1 là các cái bảng đấy mà sau này bạn thấy nhìn nhiều cái ứng dụng số hóa người ta vẫn dùng đấy. Đấy, chỉ có mỗi cái để làm đẹp thì nó phải có thêm CSS nữa. Thế thôi. Chiều nay ngồi làm bài tập em làm hết những gì tối thầy vừa. Ngon chưa? Phần CSS thì thực ra là sau này nhiều bạn làm nhiều thì nó có nhiều các kỹ năng, như còn tức là đấy, em ở Hưng Yên mà lên trung tâm học thì có vậy, có cái giấy test COVID thì... Hả? Làm sao? Liêm à? Vâng, em ở Hưng Yên mà lên học thì cần giấy test COVID lên cho. Theo quy định pháp luật thôi, không có test gì không. Ở trên này thì văn phòng của thầy thì họ vẫn yêu cầu là check PC COVID, tiêm đủ vaccine 2 mũi. À, thế là được. Đo nhiệt độ trước khi lên tòa nhà đúng không các bạn? Đây này. Có điều ngoài sau em nên học công ty ta khác. Vẫn đo rất đầy đủ. Sau em nên học.